mọi người. Chúng em là nhóm 1 lớp 11A7 đến từ trường Trung học Phổ thông Mỹ Thanh. Hôm nay chúng em có mặt ở đây xin giới thiệu đến mọi người một địa điểm vui chơi, khám phá ẩm thực của giới trẻ Hậu Giang nói riêng và cũng như khách du lịch đến thăm nơi đây có thể thưởng thức và khám phá ẩm thực của vùng miền Tây nói chung và Hậu Giang nói riêng. Xin mời tất cả mọi người cùng khám phá. Đầu tiên vô thì mình sẽ ăn món khai vị là món kẹo. Xếp hàng đợi nha, quay rõ lại đi. Chứ không sợ, chứ sẽ biết quay đồ ăn nha. Chứ đang quay cho đẹp. Điểm rất là đa dạng. Quay đi nha con. Dạ, tụi con quay phóng sự á. Lớp mấy rồi? Dạ, lớp 11. Top bên E hệ luôn. Kiểu như là mình ăn thêm hết bún hay là hết cao là kêu lên là bạn
nhiều đồ ăn. Bên ngoài chợ có một, nói chung là khá là âm bình thôi ơi. Hôm nay mình đến đây thì chủ yếu mình sang đi coi bé con 20 nghìn. Xin trân trọng cảm ơn.